Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn xem một số nông cụ phục vụ nông nghiệp các bạn. Tại là có hai cái loại dàn sớ và một loại dàn lên luống và một loại dàn khoát cỏ ha. Thì trước tiên thì mình xem cái dàn sớ này là có trục nối cái đuôi để mà sớ cập bờ. Thì cái này là làm theo yêu cầu của bà con nông dân ha. Đó. Thì cái này là hộp sọ lớn ha, có bảo hành cho bà con nông dân. Anh em vào các bạn muốn biết thêm chi tiết chuyện là trực tiếp của số điện thoại nằm ngay cái trên cái màn hình để gặp ngay chủ xưởng ha. Thì cái dàn sớ này á thì thường là bán rẻ hơn những cái dàn sớ xưởng là từ 10 triệu đồng một cái các bạn. Như các bạn thấy trên màn hình á là những cái dàn sớ này bán rẻ hơn cái dàn sớ xưởng là từ 10 triệu đồng một cái. Đó thì tất cả là làm đồ lớn hết trơn ha. Dàn bông nấu gì đó thì làm theo yêu cầu của bà con nông dân ha. Dàn này dàn hộp sọ lớn. Rồi tiếp theo thì mình cùng xem cái dàn hộp sọ nhỏ làm theo mẫu của Kubota. Thì cái này là dàn 2m và 2m2 là 25 triệu bán tại xưởng ha. Cái này là làm theo mẫu của Kubota ha. Thì bông nấu gì đó thì theo yêu cầu của bà con nông dân. Thì mình muốn xài cái bông đĩa thì xài bông đĩa, mình muốn xài găng nấu thì xài găng nấu ha. Đó, anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc trực tiếp ha. Cái dàn này thì hiện tại có cái giá là 2m và 2m2 đều là 25 triệu bán tại xưởng. Đây các bạn, đây là cái dàn lên luống ha. Anh em muốn lên cái luống cao, luống thấp gì đó thì bên mình có làm theo yêu cầu của bà con nông dân. Là cái dàn lên luống mang trên máy cày thì nó cũng giống như cái dàn sớ vậy đó các bạn. Nhưng mà mình lên luống cao thì người ta sẽ làm cái dàn sớ nó kết cấu nó khác đi ha. Lên luống thấp thì kết cấu nó khác đi ha. Rồi anh em cần thì liên lạc trực tiếp ha. Số điện thoại mình để ngay ở trên cái màn hình. Rồi cái đây là cái nông cụ cuối cùng mà anh em làm vườn rất cần các bạn. Thì cái đây là cái dàn khoát cỏ vườn mang trên máy cày. Thì cái khẩu độ của nó thì có 2m, có 2m2 có. Thì cũng có làm theo cho bà con nông dân là dài hơn nữa và cũng có thể là ngắn lại được các bạn. Thì nó có nhiều loại như là loại đẩy ra đẩy vô nè, cho nó thay đổi cái vị trí á, để cho mà bà con nông dân chạy cặp bờ hay quậy hay hoặc là chạy cặp gốc cây. Mình đẩy ra đẩy vô ha. Đó. Thay đổi cái tâm đi các bạn. Đó. Thì cái này thì làm theo yêu cầu của bà con nông dân, do đó nên cái giá tiền nó sẽ thay đổi theo cái kiểu mình đặt như thế nào thì là cái giá tiền nó sẽ như thế đó ha. Đó. Thì ở đây thì có làm khẩu độ thì cái lớn nhỏ thì theo yêu cầu của bà con nông dân ha. Anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc trực tiếp, số điện thoại nằm ngay trên màn hình các bạn.